Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Ông Giáo Vlog nhé. Lâu rồi mình không có hướng dẫn các bạn và các em làm bài tập ở trên trên đây, thì hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn cho các bạn và các em làm toán là bộ sách toán cánh diều. Toán hai cánh diều là bộ sách mới giúp các em làm những bài tập ở trong cái sách toán bộ cánh diều. Thì bài đầu tiên mình muốn hướng dẫn cho các em đó là bài tia số, số liền trước, số liền sau. Bài này là bài đầu tiên của sách toán lớp 2, bộ sách cánh diều. Bài PowerPoint này mình tự thiết kế, bạn nào cần có thể để lại comment rồi mình sẽ gửi cho các bạn để các bạn thuận tiện trong công tác giảng dạy của mình. Thì trước tiên vào làm những bài tập ở trong cái bài tia số, số liền trước, số liền sau ở sách toán cánh diều lớp 2, bộ sách mới, chương trình mới. Thì chúng ta sẽ đi vào phần kiến thức. Trước tiên các em hãy quan sát lên chú voi, chỉ vào một cái hình ảnh, đó là một đường thẳng và được chia nhỏ ra thành các gạch nhỏ như thế này, và có mũi tên về phía bên phải màn hình. Và tương ứng với mỗi gạch đấy thì có các số. Số đầu tiên, gạch đầu tiên là số 0, gạch thứ hai là số 1, và tiếp sau là số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10. Thì đây là hình ảnh của tia số. Thì qua hình ảnh của tia số này, chúng ta thấy một điều, đó là các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, bắt đầu từ số 0, đúng không? Bắt đầu gạch đầu tiên là số 0, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10. Đương nhiên đằng sau số 10 này nữa thì có số 11, 12. Chúng ta thấy mũi tên chỉ về phía tay phải dài là còn nữa, đúng không? Nhưng mà hôm nay tia số này thì chỉ đến 10 thôi. Thì nói lại một lần nữa nhé, đây là hình ảnh của tia số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Đương nhiên đằng sau số 10 thì có chỉ số 11, 12 nữa nhé. Quan sát vào cái tia số này, thì nói lại một lần nữa, đây là hình ảnh của tia số, đúng không? Bắt đầu từ số 0 là số bé nhất. Em hãy nhớ và đọc lại này, đây là tia số. Và chúng ta cũng quan sát, chú ý vào số 0, đúng không? Số 0 ở đây là số đầu tiên, cũng là số bé nhất. Tiếp theo nữa là đến số 1, số 2, số 3, số 4. Số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10. Thì lấy ví dụ nha, ở đây số 0 sẽ là số bé nhất vì đứng đầu tiên ở gạch đầu tiên, đúng không? Và tiếp theo là số 1, đương nhiên số 1 đứng về phía bên phải thì chúng ta thấy là nó lớn dần, đúng không? Các số đứng về phía bên phải là lớn dần. Ví dụ thầy lấy ở đây là số 4 thì số 4 sẽ lớn hơn số 3, số 2, số 1 và số 0. Và số 4 sẽ nhỏ hơn số 5. Các số đi về phía tay phải màn hình, đi lên tay phải là các số tăng dần, lớn dần, đúng không? Trong dạy trong tia số này thì các em chỉ cần nhớ là đây là tia số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Và tiếp theo đây thầy sẽ giới thiệu hướng dẫn số liền trước và số liền sau. Chúng ta quan sát vào số 7 nhé. Thì chúng ta quan sát vào số 7, nhận thấy một điều là như thế nào? Số nào thì đứng trước số 7 trong tia số này? Số liền trước số 7 là số nào? À đúng rồi, số 6 sẽ là số liền trước. 6 là số liền trước của số 7 vì nó đứng trước. Đương nhiên nó đứng trước số 7 thì số 6 sẽ là bé hơn số 7, đúng không? Số 6 rồi đến 7. Đây là số liền trước
của số 7, tức là số 6 là số liền trước của số 7. Đương nhiên như thế số số liền trước của số 6 sẽ là số số 5. Và số liền sau của số 7 sẽ là số mấy? À, đúng rồi, số 8 là số liền sau của số 7. Và tiếp theo nữa là số 9, đúng không? Số 9 thì số liền trước của số 9 sẽ là số 8, và số liền sau của số 9 là số 10. Thì nhắc lại một lần nữa nhé, đây là tia số, các số được sắp xếp từ bé đến lớn. Số đứng đằng sau lớn hơn số đứng đằng trước. Và một điều nữa là số liền trước và số liền sau, tức là số chúng ta nhìn xét vào thì chúng ta thấy số 6 là số liền trước của số 7 và số 8 là số liền sau của số 7, đúng không? Rồi chúng ta đi đến phần làm bài tập. Ở đây bài tập 1 mình đã làm ở trong cái sách cái nhiều quá. Yêu cầu của bài tập 1 thì có hai câu, đó là câu A và câu B. Chúng ta sẽ làm câu A trước. Câu A là sắp xếp các thẻ số vào vị trí thích hợp dưới mỗi vạch của tia số. Thì ở đây có hai bạn nhỏ đang cầm một cái dãy số nó rất là lộn xộn. Số 1, số 2, số 6, số 3, số 7, số 4, số 9, số 8. Yêu cầu là bài tập là sắp xếp các số này vào vị trí thích hợp. Ở bên dưới này chúng ta cũng thấy một cái dãy là tia số, đúng không? Bắt đầu từ số 0. Nhưng mà nó đã không không sắp xếp, chưa có số, đúng không? Việc của chúng ta là sắp xếp các thẻ số ở bên trên này vào cái dãy tia số bên dưới này theo đúng thứ tự của nó, đúng không? Như thế này, như lúc nãy chúng ta quan sát ấy, thì tia số thì bắt đầu từ số 0, đúng không? Là số 0 số bé nhất, rồi đến số mấy? Đây là dãy tia số lớn dần, đúng không? Số 0 rồi đến số số 0 rồi đến số 1, đúng không? Số 1 rồi đến số 2. Tương tự như thế chúng ta hãy tự sắp xếp nhé. Tự sắp xếp. Tiếp nữa là số mấy? À đúng rồi, số 3, đúng không? Đây là tia số sắp xếp từ bé đến lớn mà. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 9. Số đây là số 10. À vậy thì chúng ta vừa sắp xếp xong các thẻ số vào vị trí thích hợp, đó là vị trí từ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đương nhiên đằng sau này vẫn còn các số nữa nhé, nhưng mà hết rồi, trên đây không có nữa, chúng ta chỉ cần sắp xếp như vậy là được. Đây là một tia số, đúng không? Được sắp xếp từ bé đến lớn. Chúng ta sang câu B. Trả lời các câu hỏi: số liền trước của số 5 là số nào? Số liền sau của số 9 là số nào? Rồi bây giờ chúng ta quan sát lên số 5 ở màu hồng này nhé. Thì chúng ta thấy là số liền trước của số 5 là số nào? Số liền trước tức là số đứng trước của số 5, đúng không? Là số 4, đúng không? Đây, chúng ta quan sát vào tia số, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy là số 4 là số liền trước của số 5. Tiếp, số liền sau của số 9 là số nào? Đây, chúng ta quan sát lên số liền sau nhá, tức là chỗ đứng sau số 9 là số nào? À, đúng rồi, số đứng sau số 9 là 9 rồi đến 10, đúng không? Đương nhiên số đứng liền sau của số 9 là số 10. Vậy thì chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập 1, củng cố lại cái tia số cũng như các số liền trước, số liền sau. Bây giờ chúng ta sang bài tập 2. Bài tập 2 yêu cầu chúng ta là số. Ở đây có hai cái tia số. Tia số đầu tiên bắt đầu từ số 9, số 10, số 11. Bỏ trống và số 16. Bỏ trống và số 20, bỏ trống 22, 23, 24. Và một tia số nữa bắt đầu từ số 85. Bỏ trống và 87, 88 cho đến số 89.
cho đến số 99. Đây là hai tia số. Việc đầu tiên của chúng ta là làm cái dãy tia số đầu tiên này, đúng không? Tia số đầu tiên này bắt đầu từ số 9. Đương nhiên số 9 sẽ là số bé nhất, và số 24 là số lớn nhất trong cái dãy tia số này. Nó chưa đầy đủ các số. Việc của em là điền thêm các số này vào ô trống, đúng không? Trong tia số này, số 9, rồi đến số 10, rồi đến số 11. Vậy thì chúng sắp xếp từ bé đến lớn, đúng không? Số liền sau của số 9 là số 10, số liền sau của số 10 là số 11. Dãy số này sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, hơn kém nhau một đơn vị thôi, đúng không? Đương nhiên đến đây chúng ta cũng nhìn thấy số 11 này. Số liền trước của số 11 là số 10. Vậy thì số liền sau của số 11 sẽ là 11 rồi đến 10. 12, đúng không? Tương tự như thế, số liền sau của số 12 sẽ là số 10. 13, đúng không? Sắp xếp thứ tự từ bé đến lớn. 9, 10, 11, 12, 13. Việc của chúng ta là điền những số tiếp theo vào đây nhé. Điền xong rồi chúng ta so sánh kết quả. Điền xong rồi chúng ta so sánh kết quả. Sau khi điền xong rồi, chúng ta có thể so sánh kết quả như sau. Số liền sau của số 13 là số 10. 14, đúng không? Số liền sau của số 14 là 10. 15, đúng không? Dãy này được sắp xếp theo thứ tự từ bé lớn. 15, 16 rồi đến 10. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, đúng không? Số 24 trong cái tia số này là số lớn nhất, và số 9 là số bé nhất. Rồi chúng ta đến cái tia số thứ hai. Tia số thứ hai bắt đầu từ số 85, bỏ trống 87, 88, 89 cho đến 99, và số cuối cùng đây là ô trống chấm hỏi. Vậy thì số cuối cùng đây là phải là số lớn trong cái dãy tia số này này. Số cuối cùng đây là số lớn lớn nhất, và 85 là số bé bé nhất. Chúng ta để ý là số 87, đúng không? 88, 89 thì dãy số này cũng sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, tăng dần, đúng không? Ở đây chúng ta số liền sau của số 87 là số 88. Vậy thì số liền trước của số 87 sẽ là số nào? Cũng như ở đây, đúng không? 85. Số liền sau của số 85 là số nào? Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, tăng dần, đúng không? Vậy thì 85 rồi đến 8, 86, đây, 87, 88, 89, 9, 9, 10, tăng dần. Rồi, còn 3 ô còn này chúng ta tự điền nhé. Điền xong là so sánh kết quả. Và sau đây là kết quả. 91 rồi đến 92 rồi đến 9, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 và 100. Đúng không? Chúng ta học số 100 rồi. Dãy số, tia số này bắt đầu từ 85 và cuối cùng là 100. Đương nhiên số 85 là đứng lớp trước thì bé nhất, và số 100 là số lớn nhất trong cái tia số này. Chúng ta đến câu B. Trả lời các câu hỏi. Số liền trước của số 16 là số nào? Đây, chúng ta quan sát lên số 16, đúng không? Số 16 ở đây. Số liền trước tức là số đứng trước số 16 là số nào? Liền trước nha, liền trước. Ở đây có rất nhiều số đứng trước, nhưng mà số liền trước tức là liền trước ấy, đằng trước. Ở đây dễ dàng chúng ta cũng nhận thấy là số liền trước của số 16 là số 10, 15, đúng không? Số liền sau của số 85. Đây, chúng ta vừa điền số liền sau của 85 là số nào? À, đúng rồi, 80, 86. Vừa rồi chúng ta đã làm được bài tập 2. Cái tia số này thì cái tia số, cái dãy số, nó chữ số, cái dãy số thứ nhất thì nó lớn vừa vừa dãy số. Tia số cuối cùng này thì là tia số các số rất là lớn, đúng không? Nhưng được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Và chúng ta cũng đã tìm ra được là số liền sau của số 85 là số 8, 86, đúng không? Rồi chúng ta đến bài 3. Bài 3 thì cũng là số. Ở đây chia ra thành các ô, và có số liền trước, số đã cho, số liền sau. Ở cái dãy cột đầu hàng ngang đầu tiên thì là số 5, rồi đến số 6, rồi đến số 7. Đương nhiên ở đây số đã cho là số 6, số liền trước số 6 là số 5, số liền sau số 6 là số 7. Đây, đúng không?
29 30. Vậy thì số liền sau của số 30 sẽ là số nào? À, chúng ta phải làm này. Rồi ở đây số là cho là số 68 69. Vậy thì số liền trước của số 68 là số nào? À, chúng ta phải điền vào đây. 99, số liền trước của số 99 là số nào và số liền sau của số 99 là số nào? Quan sát như lúc nãy chúng ta vừa làm bài tập 2 đúng không? Bây giờ thầy sẽ làm cái cột thứ ba này, cái hàng ngang thứ ba này nhé. Số 68, số liền trước của số 68 sẽ là 60. Liền trước 68 đúng không? Chúng ta đếm lùi lại. 60, 67 đúng không? 67, 68 và 6, 69. Đây là sắp xếp tăng dần này, đúng không? Rồi, số liền sau của số liền trước của số 99. Đúng không? Số liền trước của số 99 là số nào? Chúng ta tự điền nhé. Đúng rồi, số liền trước của số 99 sẽ là 98, 98, 99 và số 1. 100 là số liền sau của số 99. Còn cái này chúng ta tự làm, cái này dễ. 29 rồi 30 rồi đến 3. À đúng rồi, 31. Đây. Qua đây chúng ta cũng đã không có tia số nhưng mà chúng ta cũng đã tìm được các số liền trước, số liền sau của một số nào đấy, đúng không? Bài tập 4, chọn dấu lớn và dấu bé thích hợp. À, trên cái tia số này á, thì số đứng trước bao giờ nó còn bé hơn số đứng sau đúng không? Số đứng trước thì là nhỏ hơn mà đúng không? Nhỏ hơn 88, nhỏ hơn 89, 89 nhỏ hơn 90. Đương nhiên là số liền càng càng về sau thì nó càng càng lớn mà càng đứng đằng trước. Số lớn nhỏ nhất là số 88 này, số lớn nhất là số 100 này, đúng không? Tia số này thì càng về bên phải thì càng số càng càng lớn hơn đúng không? Ở đây việc của chúng ta là so sánh. Nhìn vào tia số chúng ta cũng so sánh được. Trên tia số này đủ đứng trước thì là bé hơn và số đứng sau. Số đứng sau thì lớn hơn số đứng đứng trước. Nhắc lại một lần nữa nhé. Số đứng trước thì bé hơn số đứng sau. Số đứng sau thì lớn hơn số đứng trước. Đấy, chú voi vô nhắc nhở ta là như thế. Thì việc của chúng ta là bây giờ điền dấu lớn và dấu bé thôi ha. Thì cần điền dấu lớn và dấu bé, ở đây không có dấu bằng nhé. Rồi bây giờ thầy sẽ làm mẫu hai cái ô đầu tiên này này. Còn chúng ta tự làm này. 88 và 91. Và chúng ta quan sát lên tia số, chúng ta thấy 88 thì đứng đằng trước đúng không? Và số 91 thì đứng đằng sau. Đây. Mà chúng ta nghe này, trên tia số, số đứng trước là bé hơn số đứng sau đúng không? Hoặc là số đứng trước thì bé hơn số đứng sau, đương nhiên 88 nó sẽ bé hơn 90, 91 thì chúng ta điền dấu 88 bé hơn 9, 91. Ở đây và cái phép tính thứ hai, phép toán thứ hai, 92, chúng ta quan sát 92 ở đây, 92 ở đây, 90, 90 ở đây. Vậy số đứng sau lớn hơn số đứng trước. Đây chúng ta thấy số đứng sau là số 92 mà số đứng trước là 90 thì số 92 sẽ là lớn hơn số 9, 90 chúng ta điền dấu dấu lớn. Còn ở đây hai phép tính còn lại chúng ta cũng tự làm nhé. Số 98, đây số 98 và số 89, 98 nhé. Rồi 89 nhé. Ở đây chúng ta thấy số 89 thì đứng đứng trước, còn số 98 thì đứng đứng sau. Số đứng sau lớn hơn số đứng đứng trước thì ở đây 98 đứng sau thì 98 sẽ là lớn hơn số 89. Tương tự như thế, số 95, 95 đứng ở đây, số 100 đứng ở đây thì số đứng đằng trước bé hơn đúng không? Số đứng đằng trước sẽ là bé hơn. Ở đây là số 95 sẽ bé hơn 100. Rồi. Bây giờ chúng ta so sánh kết quả nhé. 98 sẽ là lớn hơn 89 và 95 sẽ bé hơn 100. Bạn nào làm đúng thế này là đúng nhé. Qua bài tập 4 này chúng ta cũng biết một điều nữa là trên cái tia số thì chúng ta biết là số nào đứng đằng trước thì là số bé, còn số nào đứng đằng sau thì là số lớn đúng không? Chúng ta đến bài tập 5. Sắp xếp các số. À, trong cái bông hoa này có
số 23, 47, 30 và 69 có hai câu, câu A và câu B đúng không? Câu A là theo thứ tự từ bé đến lớn, câu B là theo thứ tự từ lớn đến bé. Ở đây thì chúng ta làm câu A trước. Theo thứ tự từ bé đến lớn, tức là chúng ta số nào bé thì xếp trước, tăng dần theo cái tỷ số, nhưng đây không theo không theo theo thứ tự từ bé đến lớn thì số nào bé chúng ta xếp trước. Cái bài tập này ở lớp 1 chúng ta cũng từng làm rồi đúng không? Vì lớp 2 nó rất là đơn giản. Số nào bé thì xếp trước, số nào lớn thì xếp sau, đúng không? Đây là chúng ta có thể so sánh, một là chúng ta đếm ha, đếm theo cái tỷ số 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 đến 30. Rồi, ở đây 23 là bé nhất. Rồi tiếp đến là số 30. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 cho đến 47 và đến 69 đúng không? Đó là một cách đếm theo thứ tự từ bé đến lớn, chỗ nào đứng sau thì số nó lớn hơn. Hoặc cách thứ hai chúng ta so sánh nữa là so theo hàng chục đúng không? Một cách nữa là chúng ta so sánh hàng chục ha. Đây là số có hai chữ số, số có hai chữ số, số có hai chữ số thì chúng ta so sánh hàng số theo hàng chục. Tốt nhất là chúng ta so sánh theo hàng chục ha. Chỗ nào đây là hai chục đúng không? Đây là ba chục và đây là bốn chục, sáu chục. Đương nhiên hai chục bé hơn ba chục, ba chục bé hơn bốn chục, bốn chục bé hơn sáu sáu chục đúng không? Chúng ta chỉ so sánh hàng chục thôi đúng không? Số 2, đây là số 2, đây là số 3, đây là số 4. Thì đương nhiên số 2, chục 2, 3 sẽ là bé nhất. Tiếp đến là 30, tiếp đến là 47, tiếp đến là 69 ha. Có hai cách, một là chúng ta đếm, đếm quá lâu thì chúng ta so sánh theo hàng, so sánh theo hàng chục với nhau ha. Đây là 23, 30, 47, 69. Dãy số này được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, số bé nhất là số 23, số lớn nhất là số 69. Rồi tiếp theo là thứ tự từ lớn đến bé. Từ lớn đến bé chúng ta xếp lại ngược lại thôi, đúng không? Ngược lại, số nào lớn xếp trước, số nào bé thì xếp sau theo thứ tự đúng không? Ở đây chúng ta chỉ cần xếp ngược lại, số nào lớn nhất ở đây, à số 60, 69 này, tiếp này, số nào lớn hơn, số lớn thứ hai, 47, 30, 23. Wow. Rồi bây giờ thì chúng ta đã làm xong được bài tập 5. Bài tập 5, bạn nào cần cái bài PowerPoint này thì để lại mình sẽ gửi cho các bạn nhé. Còn, cảm ơn các bạn và các em đã theo dõi video của ông giáo. Các bạn thấy hay like, chia sẻ, ủng hộ ông giáo để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các em rất nhiều.